Coronavirus, không có thánh lễ, sống hiệp thông thiêng liêng. Trong khi các nhà thờ ở giáo phận Oise, nước Pháp, đóng cửa và nhiều biện pháp trong các giáo phận khác nhau được đưa ra để tránh lây lan coronavirus, nhất là trong thánh lễ, các linh mục đề nghị suy nghĩ về tầm quan trọng của việc rước lễ hay không rước lễ và giáo dân sẽ làm như thế nào khi họ khát khao được rước lễ. Trên trang blog Patre Blog, linh mục Pierre Armand, giáo phận Versailles, đưa ra suy nghĩ về các biện pháp khác nhau của các giáo phận ở Pháp để chặn và ngăn ngừa nạn dịch coronavirus. Nếu không thể nào đi lễ như ở một số nước Á Châu từ nhiều tuần nay và một số tỉnh ở Ý, đây là dịp để chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của hiệp thông bí tích và xem lại thế nào là hiệp thông thiêng liêng. Vì như linh mục Armand nhấn mạnh, hiệp thông không phải là bổn phận mà là ơn. Ngài nhắc lại, khi vì nhiều lý do khác nhau không thể rước lễ, thì giáo hội khuyên luôn hiệp thông thiêng liêng. Và rõ ràng là ngày nay trên thế giới, hàng ngày rất nhiều tín hữu Kitô sống với sự hiệp thông thiêng liêng. Họ có thể là các tín hữu bị bách hại, phải sống lén lút, che giấu đức tin của mình. Họ cũng là các bệnh nhân giữ thánh lễ qua màn hình. Có phải đây là dịp để chúng ta gần tất cả các tín hữu này qua hiệp thông thiêng liêng, cũng gọi là hiệp thông trong mong ước không? Hiệp thông trong mong ước được sống qua lời cầu nguyện sau. Vì con không nhận được mình thánh Chúa trong bánh thánh, con biết Chúa quyền năng có thể cho con qua cách khác. Tâm hồn con khát khao Chúa, xin Chúa đến với con. Amen.